chà, hôm nay không có ai, mình phải trèo lên cái cây này của xem mới được. Mình phải cắn cho chết cái cây này. Ai mượn sen bỏ đói còi? 2-3 hôm rồi không mua cái gì ngon ngon về cho còi ăn. Ức chế quá đi. Ức chế sen lắm rồi đấy nhá. Bà con thấy còi có nên cắn chết cái cây này không? Nhưng mà thân cái cây này nó cứ chua chua thế nào ấy. Bà con có biết nó là cái cây gì không? Mình đã soi kỹ rồi. Chưa thấy sen về đâu. Chỉ có mấy đứa trẻ con hàng xóm thôi. Đã thế thì ta phải vặt hết cho bỏ tức này. Gãy cả cái cây này. Mình phải cắn nát cái cây này. Không biết cái cây này cái là cây nó gì? Cũng chua chua là sao? Mà mùi vị nó cứ chua chua cái thế này. Cái cây nó cũng chua chua là sao? Cây này có vẻ là cây chua chua. Nếm nó cũng thấy ngon ngon đấy chứ. Này có kỹ lắm rồi đấy nhá. Xem chưa về đâu. Chỉ có mấy đứa trẻ con hàng xóm thôi. Thế này thì mình có đủ thời gian để phá nát cái cây này của sen. Ấy chà chà. Ta sẽ bẻ cành này. Ngắt lá này. Và thì gặm cả thân cây nữa này. Tức quá, nó lại còn đung đưa nữa chứ. Tức quá mà gặm đau này quá. Nó lại còn đung đưa nữa chứ. Nó lại còn trêu tức mình nữa chứ. Thế này có chịu đựng được không? Gặm đau răng quá đi mà. Tại sao tôi phải chịu đựng? Thế thì vặt hết. Vặt hết cho bọ tức. Nhưng mà gặm đau răng quá. Hay là mình chuyển sang vùi hoa dập liễu vậy? Đau răng quá đi mất. Thôi mình chuyển sang bẻ cành ngắt lá vậy. Vẫn chưa thấy sen về. Thôi thì mình phá cả cây rau này nữa. Hình như sen về rồi hay sao ấy. Thôi. Chẳng có gì phải xoắn. Còi là còi khó chịu lắm thế này nhá. Bà quất ở đâu ra thế? Bà lên đây làm gì? Bà cũng định ăn cái cây này à? Lại còn rung rinh nữa chứ. Rung rinh cái gì? Này thì rung rinh này. Này thì rung rinh này. Rụng hết lá chưa? Vẫn chưa rụng à? Lại còn trêu ngươi còi nữa này. Này có ức chế không cơ chứ? Ức chế quá đi mà. Bà lên đây tí sen về tôi bảo à, phá cái cây này đấy. Để sen xử lý bà nghe chưa? Mày nói cái gì đấy còi? Cái cây này là của tôi, của một mình tôi thôi. Chỉ một mình tôi được ăn nó thôi. Bà nhìn cái gì mà nhìn? Bà thấy sen về chưa? Bà giả sen về thì bà phải báo động cho tôi đấy nhé. Bà mà không báo động cho tôi, bà chết với tôi. Sen về à? Sen về chưa? Cũng đòi ăn cái cây này à? Cây này là của tôi, của một mình tôi thôi. Á, hình như bà xem về đó. Xem về chưa? Cấm bà ăn nó đấy. Không phải rồi, chỉ là trẻ con hàng xóm thôi mà. Cấm bà đấy. Cha mày cũng muốn lên đây à? Mình phải bẻ cành, bẻ gãy cả cái cây này. Mình phải cắn nát cái cây này. Này coi. Cái lá nó hơi chua lâu chua rồi đấy. Mày nhìn lại mặt quất xem. Quất có sợ mày không? Này coi, càng ngày mày càng láo quá đấy.